bền đục đẽo gì với nó biết không? Kiểu nó thấy được tầm quan trọng của đàn ông. Thấy chưa? Và cả lúc này mưa thôi. Bão, mưa. Hàng đây người yêu à anh nắng à, chắc vậy thấy trên nó ghê quá kìa, chắc sợ chỗ mình hay vậy sợ không có miếng mồi luôn. Thank you.
cái tháng chi mà hết bão rồi đến mười. Mấy giờ mới ngủ vậy? Chắc 1 giờ chị. Giờ cũng sớm, chị hình như là trễ hơn. Lên nằm ra hồi ngủ không được, coi mấy đồ coi lục đó, coi ngập đồ. Trời trưa ăn chị trời. Chiên chiên cơm không? À, chiên cơm ngon lắm phải không ta? Nó mãi mãi đúng. À, chiên cơm ngon đây ta. Hà, chiên cơm ngon hả? Thấy im lặng đó. Trống vàng. Ăn đi giàu khá với nấu. Biết họ có bán không ta? Nghe đi mua đồ ăn đi. Ăn cái gì nhẹ nhẹ nhẹ. Cơm thì có đó. Ai ăn nặng bỏ cơm vô. Sơ quốc sĩ cho mũi này xong. Ráng em ơi, gần xong rồi. Chị dừng cái quạt này em, nóng quá.
cái quạt nóng à, chứ giờ em gồng á, cái quạt phải quay tròn tròn á. Đó, đó, đó. Giờ ông gồng quá mà. Trời, dưới chỗ này nhiều. Hát dễ sợ chứ. Ráng em ơi. Ráng em. Mặc đi bỏ lên.